Tự làm phim hoạt hình dễ hay khó? Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một đoạn video hoạt hình ngắn sử dụng phần mềm Vion nhé. Với Vion thì việc các bạn thiết kế video animation, thiết kế hoạt hình sẽ không hề khó, bởi vì Vion sẽ cung cấp cho bạn rất là nhiều những template có sẵn, những bối cảnh có sẵn, và các bạn chỉ cần lựa chọn những bối cảnh phù hợp và sử dụng những kỹ năng cơ bản là chúng ta đã có thể thiết kế được một video animation rồi. Bây giờ các bạn hãy xem đoạn video ngắn này được làm bằng Vion nhé. Ok, và hãy theo dõi cách mình làm video này. Ở cảnh đầu tiên, bối cảnh của mình đó là một căn phòng và kẻ trộm đang lấy trộm đồ từ két sắt. Nhân vật chính của chúng ta thì sẽ đang nằm ở trên giường ngủ. Như mình cũng đã nói, ở trong Vion chúng ta có thể sử dụng những template có sẵn rất là đơn giản. Ở đây mình sẽ chọn một template có sẵn và xuất từ khóa là Style. Mình chuyển qua Style Business Friendly. Và ở đây mình sẽ chọn template này. Đó. Và như vậy là chúng ta đã có được một template có nhân vật là kẻ trộm và có nhân vật đang ngủ. Ok, và ở đây để cho sinh động hơn thì mình sẽ thêm một cái camera và mình zoom vào nhân vật này. Đó, thể hiện là nhân vật này đang ăn trộm. Sau đó thì mình sẽ zoom ra toàn cảnh. Mình sẽ để thời gian này. Ok, hãy preview để xem thử nha. Đó, và như vậy chúng ta đã hoàn thành cái scene đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ áp dụng kỹ thuật đó là Continue Scene và tạo chuyển động cho nhân vật này. Để tạo chuyển động cho nhân vật này, mình sẽ thêm cho nhân vật một action đó là Steal. Ở đây mình sẽ chọn action này. Và thêm cho nhân vật một Motion Path để di chuyển ra ngoài khung hình. Ok, các bạn có thể preview từ đây để xem thử nhé. Đó, mà như vậy này chúng ta đã tạo được hai scene có nhân vật ăn trộm và nhân vật đó sẽ di chuyển ra ngoài. Bây giờ việc tiếp theo của chúng ta đó là nhân vật sẽ ngủ dậy và phát hiện ra mình bị cướp, và đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng kỹ thuật continue scene. Xóa nhân vật này đi. Ở đây mình sẽ tạo cho nhân vật này một action đó là wake up. Đó, mình sẽ thêm action này. Và bởi vì là cái nhân vật của chúng ta nó đang bị trồi ra ngoài cho nên mình sẽ kéo lại đây. Hãy thử preview để xem thử nhé. Ok, kéo dài scene này ra. Và ở cảnh tiếp theo mình sẽ tiếp tục continue scene. Cảnh tiếp theo sẽ là nhân vật của chúng ta phát hiện ra bị trộm và sẽ rất là hoảng loạn. Mình sẽ thêm cho nhân vật này action đó là fear. Mình nghĩ action này sẽ là hợp lý. Mình sẽ đặt nhân vật này ở đây. Ok, và sau khi hoảng loạn thì nhân vật của chúng ta sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Và mình sẽ continue scene. Ở scene này mình sẽ thêm cho nhân vật một action gọi điện thoại, mình sẽ xuất từ khóa là mobile. Thêm action này. Và mình sẽ thêm biểu cảm cho nhân vật đó là fear. Mình sẽ cho nhân vật quay sang bên này. Mình sẽ chọn là talk fear. Ok. Và scene tiếp theo của chúng ta đó là mình muốn thể hiện là cảnh sát đang nghe điện thoại. Và ở đây mình sẽ tiếp tục sử dụng kỹ thuật continue scene. Và mình sẽ thêm một probe là square. Mình sẽ hiển thị sâu green để có thể dễ dàng căn chỉnh hơn. Ở đây mình sẽ đổi màu cho cái nền này. Đó là màu này.
Bây giờ mình sẽ thêm một nhân vật cảnh sát. Mình sẽ search từ khóa là police. Mình sẽ chọn nhân vật này. Mình sẽ thêm nhân vật này action nghe điện thoại. Action này. Và để cho khung hình bớt trống thì mình sẽ thêm một cái nền. Đổi màu cho nó. Ok, và nếu như khung hình hơi trống thì mình sẽ thêm cho nó một cái kệ sách. Các bạn có thể search từ khóa là bookshelf. Và thêm một cái đồng hồ nếu cần. Mình không muốn khung hình quá trống cho nên mình sẽ thêm một cái đồng hồ. Ok, tất cả mình sẽ group lại. Và tất cả mình sẽ thêm cho nó một cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng slide. Slide left. Ok. Và đến đây, sau khi mà cảnh sát nghe điện thoại, mình sẽ tạo ra khung cảnh đó là cảnh sát đuổi theo kẻ trộm. Mình sẽ thêm một scene trắng và thêm một cái background. Background của mình đó là công viên. Và mình sẽ copy kẻ trộm từ scene này sang. Các bạn có thể search từ khóa là running. Mình sẽ thêm action này. Ok, và Philip action để nhân vật chạy từ đây sang. Thêm cho nhân vật một motion path cho chạy ngang qua khung hình. Và mình sẽ continue scene này. Ở đây mình sẽ thay một background khác. Mình sẽ chọn background đó là city. Có nghĩa là chạy hết từ điểm này qua điểm khác. Mình sẽ thêm background này. Kéo nhân vật của chúng ta sang đây. Và sẽ làm tương tự. Thêm một motion path. Ok. Tiếp tục mình sẽ thêm một scene nữa. Lần này thì nhân vật của chúng ta sẽ chạy qua hầm gửi xe. Tiếp tục áp dụng motion path. Và scene tiếp theo của chúng ta đó là scene cảnh sát sẽ bắt được tên kẻ trộm. Ở đây các bạn có thể search từ khóa là police. Đó. Và cái này là hợp lý. Ok, và xin cuối cùng chúng ta mình muốn thể hiện một cảnh, đó là cảnh sát sẽ áp giải tên kẻ trộm đi. Mình sẽ search từ khóa là police. Và mình sẽ chọn template này. Ok, và trước khi xem thì mình sẽ thêm cho nó một đoạn audio. Mình sẽ thêm cái này chẳng hạn. Mình sẽ giảm âm lượng đi. Và chúng ta sẽ xem thử từ đầu nhé. Ok, các bạn thấy là video của chúng ta khá tốt rồi phải không nào? Tuy nhiên ở đây cái scene này mình thấy nó hơi dài. Vì vậy mình sẽ thu ngắn lại một chút. Scene này cũng vậy.
Mình sẽ preview từ đây để xem. Ok, và các bạn thấy đến đây là video của chúng ta đã hoàn thành rồi. Và các bạn sẽ thấy rằng là với Vion, công việc của chúng ta sẽ rất là đơn giản. Kể cả khi bạn chưa có kỹ năng về thiết kế hay là design, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể chọn những template có sẵn và chúng ta ghép nối nó với nhau và sử dụng những kỹ năng rất là cơ bản. Những kỹ năng này bọn mình đều đã hướng dẫn ở trong những bài giảng public của bọn mình ở trên kênh YouTube. Vì vậy, nếu như các bạn quan tâm tới cách làm những video như thế này, hãy tham khảo các bài giảng trong kênh YouTube của bọn mình nhé. Hãy để lại bình luận phía dưới nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan tới bài học. Và nhấn đăng ký kênh để cập nhật những nội dung mới nhất từ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.